Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đang được chào đón hai đoàn khách. Đoàn khách đang ra về đây là đoàn khách cũng rất quen thuộc với cửa hàng. Các anh thì có địa chỉ ở Thanh Hóa, cũng ghé thăm cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và ngắm một số các sản phẩm bên cửa hàng. Và đây là một cặp loa của Đức được vị khách hàng có địa chỉ ở Sao Đỏ đã chốt đơn. Vâng, đây cặp loa này thì với mức giá là siêu hit hot bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Đấy. Bác khách cũng đã sắm đồ Tết và sắm luôn cặp loa của Đức Hạnh Audio. Đây ạ. Anh thì có địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương thôi. Và cặp loa này thì cửa hàng bán với mức giá cực kỳ là tri ân cho khách hàng. Bán rẻ hơn cả loa, những cặp loa mà trước đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã từng có. Và giá trị của nó thì cũng khá là cao. Và ngày hôm nay thì cửa hàng tri ân cho khách hàng thì anh cũng đã rất là nhanh tay, đã ủng hộ được và sở hữu được một cặp loa bên cửa hàng là cặp loa của Đức. Cửa hàng anh xã của cô chủ shop có đăng trên trang Zalo riêng giảm giá cực sâu luôn cho đôi đó để tri ân cho khách hàng trong những ngày cuối năm như thế này. Những vị khách hàng nào mà yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, biết bên cửa hàng có những sản phẩm như thế nào thì các bác đều biết chất lượng và sự uy tín của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh với khách hàng rồi. Và trong clip này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có thông báo qua cho quý khách hàng. Clip thì chưa được đăng tải lên kênh, nhưng đây là những sản phẩm vừa cô chủ shop đã trưng bày tại đây để chuẩn bị thông báo hàng về. Ngày hôm nay thì đây là một chiếc đầu băng cối Nagra 4SG vừa cập bến với cửa hàng để đón xuân 2023. Thì cửa hàng có chụp hình đăng trên trang Zalo riêng rồi. Những vị khách hàng mà quan tâm kênh và quan tâm trang Zalo riêng của cô chủ shop thì có thể vào xem luôn. Bởi vì clip thì chưa được đăng tải lên kênh trên YouTube thì sẽ rộng rãi các bác biết hơn. Nhưng mà cửa hàng chưa kịp thông báo, nhưng sản phẩm cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây. Lát clip sau thì không có khách, cửa hàng sẽ làm clip review tới quý khách hàng trên kênh để quý khách hàng có thể biết là những sản phẩm gì về trong ngày. Cửa hàng sẽ chờ thêm một chiếc đài nữa về và cửa hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng biết là sản phẩm đó về và cửa hàng sẽ review tới quý khách hàng sẽ biết là những sản phẩm gì về trong ngày hôm nay nhé. Vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại.